Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt dán một con ve sầu bằng giấy xốp như thế này. Bước đầu tiên, ta phải con ve lên giấy. Cái chân của nó. Bên đây cũng vậy, cái chân của nó. Cái màng của ve. Cái tung của nó đó. Tôi sẽ dùng kéo để cắt nó ra. Cắt kéo nó ra. Cái tay của nó. Đấy, ta cắt, ta tiến hành cắt nó ra từng miếng một, ta từng về. Ta đã cắt xong. Đấy. Ta tiến hành vẽ cánh ve vào giấy như thế này. Vẽ cánh ve vào giấy. Bên đây cũng vậy. Ta tiến hành cắt nó ra. Cắt cái này ra. Hai cánh đĩa hai bên. Mình còn ve. Như thế này. Ta dùng mảnh giấy màu đen ta cắt mắt của nó. Ta tiến hành lấy keo. Ta dán nó lại. Tương tự như thế bên này cũng vậy. Dùng keo. Ta dán nó lại.
và là dán con mắt của nó. Cái này cũng vậy. Tôi vừa để con ve nó đứng. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong chú ve. Video của tôi đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.